chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn Thị xã Nghi Sơn tạm dừng đến trường từ ngày 21 tháng 2 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thị xã Hướng dẫn phòng chống rét cho gia súc gia cầm. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện khẩn của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, trưởng các phòng ban đội thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thủ trưởng các ngành, ban chỉ huy quân sự, công an đồn biên phòng Hải Hòa, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Chu, chi nhánh thị xã Nghi Sơn, bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Nghi Sơn, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm viễn thông, bưu điện, điện lực, trạm khí tượng thủy văn, ban quản lý cảng cá Lạch Bạng, hạt quản lý đê điều Đông Nam, hạt Kiềm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ. Theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày cuối tháng 2, Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất, rét đậm, rét hại bao trùm. Đây là đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, có nơi rất tiệm cận với các trận rét nhất trong lịch sử. Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng phổ biến từ 8 đến 11 độ C, các tỉnh vùng núi trung du nhiệt độ từ 3 đến 6 độ C, khu vực núi cao có nơi sắp xỉ 0 độ C. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, nên từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay 18 tháng 2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5m. Từ đêm 19 tháng 2, trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4m. Để kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi thủy sản. Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công điện số 02 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung thực hiện ngay các biện pháp sau: tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 513 ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc ứng phó với rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển. 1. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch kỳ thời thông tin về diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa. Thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về kỹ thuật phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi thủy sản để người dân biết và thực hiện. 2. Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi thủy sản, đặc biệt là đàn gia súc theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và bị động đối với việc phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi thủy sản trên địa bàn quản lý. Đối với cây trồng có các biện pháp phòng chống rét đảm bảo nguồn nước cho diện tích lúa đã gieo cấy, tạm dừng việc bón phân trong những ngày trời rét, không tổ chức gieo trồng lúa và cây trồng vụ chiêm xuân, tổ chức thu hoạch đối với diện tích rau màu đã đến hoặc gần đến kỳ thu hoạch trong những ngày trời rét, nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, có giải pháp dự phòng mạ để chấm dặm cho diện tích lúa bị thiệt hại do rét đậm, rét hại, tăng cường kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Đối với vật nuôi, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân vào những ngày giá rét không chăn thả và không bắt gia súc làm việc, đặc biệt những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C, cần nuôi nhốt gia súc tại chuồng, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, dự trữ thức ăn cho vật nuôi, tăng cường chế độ chăm sóc để nâng cao sức đề kháng phòng chống dịch bệnh và tăng sức chống chịu với giá rét, sửa chữa, làm mới và che chắn chuồng nuôi, đảm bảo giữ ấm cho vật nuôi, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt chuồng nuôi trong những ngày rất đậm, rất hại. Đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đối với thủy sản, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu cá hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có phương án sản xuất đảm bảo an toàn cho người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống thủy sản, cơ sở nuôi thương phẩm, chủ động các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản bố mẹ, giống và nuôi thủy sản thương phẩm theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3. Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thị xã, các đơn vị có liên quan, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi thủy sản tại các địa phương, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và công tác phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển qua hệ thống chạm bờ để tiếp nhận thông tin vị trí hoạt động của tàu thuyền trên biển. Kỳ thời báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND thị xã những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo xử lý theo quy định. 4. Trạm khí tượng tính ra, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời phát tin dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan đơn vị liên quan, thông tin cho người dân biết để phòng tránh và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp. 5. Các phòng ban đội, các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với phòng kinh tế và ủy ban nhân dân các xã phường, tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống đói rét tại các địa phương, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu trưởng các phòng ban đội đơn vị có liên quan chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại công điện này người đứng đầu các phòng ban đội các xã phường đơn vị có liên quan nếu để xảy ra tình trạng cây trồng vật nuôi thủy sản bị chết do đói rét trên địa bàn quản lý do lơ là chủ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã chủ tịch đã ký nguyễn tiến dũng Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 2, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành công văn số 532 về việc tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại. Công văn nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã có dấu hiệu lây lan nhanh trong trường học trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại hiện nay, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn thống nhất chỉ đạo đối với các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã một số nội dung sau đây. Đối với các trường mầm non, các trường tiểu học, bậc tiểu học, trong các trường tiểu học và trung học cơ sở tạm dừng việc cho học sinh đến trường từ ngày 21 tháng 2 năm 2022 để phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại cho đến khi có thông báo mới. Đối với các trường trung học cơ sở, bậc trung học cơ sở của trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện học trực tiếp bình thường, khi xuất hiện các trường hợp F0 trong trường thì xử lý theo quy định hiện hành. Yêu cầu các cơ sở giáo dục quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K, thực hiện nghiêm túc công điện số 07 ngày 19 tháng 2 năm 2022 của tỉnh ủy Thanh Hóa và các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình dịch bệnh, báo cáo ban chỉ đạo địa phương và phòng giáo dục và đào tạo các diễn biến bất thường tại đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trung tâm chính trị thị xã Nghi Sơn không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Để nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, trung tâm chính trị thị xã Nghệ Sơn chủ động tham mưu cho ban thường vụ thị ủy phối hợp với ban ngành đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, đoàn viên ở cơ sở, phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương trầm học đi đôi với hành, Trung tâm Chính trị Thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo cán bộ giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng, liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng coi trọng cung cấp kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên đồng thời tăng cường thao giảng dự giờ để góp ý nâng cao chất lượng giờ học tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng tổng kết đánh giá về công tác giảng dạy công tác quản lý lớp học tăng cường sự tham gia giảng dạy nói chuyện chuyên đề của thường trực thường vụ thị ủy trong quá trình giảng dạy lý luận, giảng viên và trung tâm đã quan tâm gắn lý luận với thực tiễn bằng việc tổ chức cho các lớp đi nghiên cứu thực tế, báo cáo bổ sung bài giảng như các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đã đi thực tế tại khu di tích cách mạng Tân Dân, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của thị xã Nghệ Sơn, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã, dân hương và tham quan đền thờ đào suy tử. Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính đi thực tế tham quan một số mô hình nông nghiệp nông thôn và nghe báo cáo thực tế tại trường chính trị tỉnh bên cạnh đó công tác tổ chức quản lý lớp học được thực hiện chặt chẽ hiệu quả từ khâu tuyển sinh khai giảng học tập kiểm tra đánh giá kết quả thảo luận trao đổi rút kinh nghiệm và tổng kết lớp học tổ chức đi tham quan thực tế báo cáo bổ sung bài giảng tổ chức hội thảo đặc biệt là trung tâm chính trị thực hiện nguyên tắc ba ba có trong học tập ba không, không đi muộn về sớm, không cầu thả, không làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học. Ba có, có mục tiêu, động cơ học tập tích cực, có tác phong hình ảnh đẹp, có phương pháp học tập tích cực. Năm 2021, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên của Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt Trung tâm Chính trị Thị xã Nghi Sơn đã mở được 50 lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị bồi dưỡng công tác báo cáo viên tuyên truyền viên miệng và nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở chuyên đề đạo đức cách mạng hội nhập quốc tế thu hút 3.214 học viên tham gia hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng cung cấp tài liệu cho học viên được thực hiện thường xuyên qua đó cung cấp kịp thời tình hình thời sự cho báo cáo viên định hướng công tác tuyên truyền của đảng nhà nước góp phần định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận ổn định chính trị trên địa bàn trong năm 2021, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được 472 cuộc hội nghị báo cáo viên với 33.021 lượt người tham dự. Trường cấp ủy thị xã đã tổ chức được 18 hội nghị báo cáo viên với 553 lượt người tham dự. Trong đó có 5 hội nghị trực tiếp và 3 hội nghị trực tuyến. Đồng chí Lê Thị Kim Hằng, trưởng ban tuyên giáo thị ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Nghệ Sơn cho biết, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở đã được trung tâm chính trị thị xã nghi sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của cấp cơ sở nói riêng và trên địa bàn thị xã nói chung trong giảng dạy học tập chất lượng từng bước được nâng cao việc đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt là phát huy tính tích cực của người học ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy luôn được trung tâm quan tâm và từng bước phát triển đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên. Kết thúc mỗi khóa học, 100% học viên đạt khá giỏi trở lên, trong đó có 10% học viên đạt xuất sắc được khen thưởng, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao được nhận thức lý luận chính trị và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên. Qua khảo sát thực tế, công tác cán bộ ở cơ sở của thị xã cho thấy, hầu hết những cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng tại trung tâm, sau khi về địa phương công tác đã biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để giải quyết những công việc cụ thể, góp phần làm chuyển biến tình hình kinh tế xã hội ở cơ sở được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2017-2022 các cấp hội chữ thập đỏ thị xã Nghi Sơn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, tổ chức hiệu quả các phong trào hoạt động, thể hiện vai trò nòng cốt là cầu nối nhân đạo đến cộng đồng. Tổng giá trị các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, hoạt động xã hội nhân đạo, các hoạt động tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và vận động hiên máu tình nguyện đạt hơn 20.819 tỷ đồng, trợ giúp cho 45.223 lượt đối tượng các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vừa so với nghị quyết đại hội đề ra, từ đó đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Hội chữ thập đỏ thị xã hiện có 38 hội cơ sở và 68 chi hội chữ thập đỏ các trường trung học cơ sở, tiểu học với hơn 7.731 hội viên, 8.711 thanh niên chữ thập đỏ, 40.060 thiếu niên chữ thập đỏ. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là tăng cường tuyên truyền những ngày lễ lớn trong năm, những sự kiện trọng đại của quê hương đất nước và của hội, như đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp kỷ niệm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội đã tổ chức được 972 lớp tập huấn về công tác hội sơ cấp cứu xây dựng nguồn lực, hướng dẫn tổ chức đại hội, hội chữ thập đỏ cấp cơ sở và kiến thức, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống bão lụt, bảo vệ môi trường cho hơn 320.000 cán bộ chủ chốt hội, chi hội trực thuộc, tình nguyện viên chữ thập đỏ, cán bộ các ngành, đoàn thể và nhân dân trong thị xã với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là phong trào Tết vì người nghèo người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Đây là phong trào thường niên của các cấp hội do Trung ương hội phát động. Hội chữ thập đỏ thị xã đã chỉ đạo các cấp hội tham mưu cho cấp ủy chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả cao. 5 năm qua, vào dịp Tết Nguyên đán, toàn thị xã đã huy động được hơn 16.462 xuất quà với giá trị hơn 5,2 tỷ đồng đi thăm và tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam các gia đình chính sách. Các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo được triển khai có hiệu quả, đã giúp đỡ cho hơn 400 gia đình có đối tượng rủi ro trong cuộc sống, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn thương tích, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 450 triệu đồng. Vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 được trên 930 triệu đồng. Các hội, tri hội trường học đã hỗ trợ 1.000 cái áo, hàng chục ngàn quyền vở, cái bút và ngàn cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 300 triệu đồng, quyên góp giúp đỡ các bạn mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo hơn 500 triệu đồng. Phong trào ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam được các cấp hội phối hợp với mặt trận tổ quốc, hội nạn nhân chất độc màu da cam các cấp đi thăm và tặng quà cho các đối tượng trị giá hơn 250 triệu đồng. Cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và các hoạt động nhân đạo từ thiện có bước phát triển khá các cấp hội làm tốt việc giả soát, khảo sát các đối tượng cần được trợ giúp để kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ được 6 con bò giống sinh sản, trị giá gần 108 triệu đồng, hỗ trợ 5 xe đạp cho 5 học sinh nghèo tại phường Bình Minh, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Đoàn Thanh niên, hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà khăn quảng đỏ với số tiền 180 triệu đồng. Các cấp hội tham gia xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tại cơ sở, kế hoạch sơ tán dân và chuẩn bị tốt nguồn lực tại chỗ, tham gia cứu trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, củng cố và thành lập các đội ứng phó nhanh, chữ thập đỏ, cấp cơ sở để tham gia hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp theo điều động của địa phương và cấp trên. Bên cạnh đó, các cấp hội tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân đồng thời làm tốt vai trò cầu nối, vận động các nhà hảo tâm phối hợp với các ngành đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các xã phường triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 4.160 lượt người già, người khuyết tật, nạn nhân da cam và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 832 triệu đồng. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thị xã, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với số lượng máu hiến được năm sau cao hơn năm trước, luôn vượt chỉ tiêu tỉnh giao từ 150 đến 170%. Tổng số đơn vị máu hiến tặng được tiếp nhận trong 5 năm qua là 4.487 đơn vị máu. Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ thị xã và nhiều tập thể cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen, Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen, kỷ niệm trương vì sự nghiệp nhân đạo và tỉnh hội tặng giấy khen. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Chữ thập đỏ từ thị xã đến cơ sở tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nghị quyết đại hội lần thứ 10 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao nhận thức đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát triển hệ thống tổ chức hội các cấp vững mạnh và bền vững, tập trung tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động do hội phát động, để mạnh xã hội hóa các hoạt động nhân đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, nâng cao năng lực và kiến thức của người dân trong phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, thiên tai, thảm họa, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh thiên tai thảm họa gây ra phát huy sức mạnh các nguồn lực tại chỗ mở rộng hợp tác và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phục vụ tốt cho các hoạt động nhân đạo từ thiện góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của đảng nhà nước và hoàn thành mục tiêu kép vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vì vậy thời tiết trên địa bàn thị xã Nghi Sơn rét đậm, rét hại. Để chăm sóc bảo vệ đàn gia súc gia cầm trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại. Sau đây, kỹ sư chăn nuôi thú y Nguyễn Thị Lan, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã, khuyến cáo tới người dân trên địa bàn thị xã các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp xin khuyến cáo người dân một số biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm như sau. Thứ nhất, tăng cường áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, cân đối khẩu phần thức ăn nhằm giúp đàn vật nuôi đảm bảo sức khỏe, đề kháng lại các tác động bất lợi của thời tiết nhằm hạn chế phát sinh dịch bệnh. Thứ hai, sửa chữa, che chắn ký chuồng trại tránh mưa hắt gió lùa làm ảnh hưởng tới sức khỏe của vật nuôi, đặc biệt chú ý với vật nuôi còn non, vật nuôi sinh sản, vật nuôi mang thai già yếu. Thứ ba, chủ động dự trữ thức ăn thô xanh, bảo quản chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ như ủ chua thức ăn thô xanh rơm khô cỏ khô không cho châu bò làm việc chăn thả khi thời tiết rét đậm rét hại đưa châu bò về nơi nuôi nhốt có kiểm soát đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh bột muối khoáng trong những ngày rét đậm rét hại thứ tư thường xuyên vệ sinh khu vực chăn nuôi máng ăn máng uống dụng cụ chăn nuôi định kỳ phun thuốc khử trùng tiêu độc 1 đến 2 lần nhân tuần nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh có hố sát trùng trước cửa ra vào khu vực chăn nuôi. Công văn của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc triển khai công điện số 06 CDTU ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Thực hiện công điện số 06/CDTU ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công văn số 654 ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn về việc thực hiện công điện số 06 ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, đặc biệt là từ sau Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm mới tăng cao với tổng số ca nhiễm COVID-19 là 5.764 người từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2022. Phát hiện trên địa bàn thị xã là 4.214 trường hợp. Ngày có số người nhiễm cao nhất là 464 người nhiễm. Số bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tuyến điều trị tại bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh là 34 bệnh nhân. Đến nay, toàn thị xã có 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Tình hình trên cho thấy mức độ nghiêm trọng, phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn thị xã. Với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết với tinh thần chủ động quyết liệt, tổ chức chăm sóc tốt cho người bệnh và hạn chế thấp nhất số ca tử vong do COVID-19 gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã yêu cầu trưởng các phòng ban ngành đoàn thể các cơ quan đơn vị tổ chức và trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung sau. 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã chỉ đạo ngành y tế thị xã, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã phường yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp nhận, điều trị bệnh nhân theo tinh thần công văn số 630 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Sở Y tế về việc phân tuyến, phân tầng điều trị nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã gồm các bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế hợp lực Nghi Sơn, trạm y tế xã phường, cả công lập và ngoài công lập phải đồng thời thực hiện việc tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 cũng như các bệnh nhân mắc các bệnh khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phân tuyến điều trị hiện hành. Trung tâm y tế thị xã Tham Mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã khẩn trương thành lập trạm y tế lưu động ở tất cả các xã phường trên địa bàn thị xã theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 4042 ngày 21 tháng 8 năm 2021 về hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh và quyết định số 1393 ngày 16 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc phê duyệt kèm theo quyết định này phương án quản lý cách ly và điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà nơi lưu trú trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa quốc tế hợp lực, cập nhật áp dụng ngay hướng dẫn điều trị bệnh nhân covid-19 tập trung tại cơ sở y tế một cách linh hoạt đảm bảo an toàn phù hợp với từng đối tượng theo hướng phân tầng phân tuyến của sở y tế ban hành ngành y tế thị xã ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 các xã phường yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện phân cấp mạnh hơn nữa việc điều trị bệnh nhân nhiễm covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định đồng thời bố trí lực lượng y tế giám sát chặt chẽ, kịp thời xử trí và chịu trách nhiệm nếu để bệnh nhân diễn biến nặng, xảy ra sự cố đáng tiếc do lỗi chủ quan. 2. thống nhất thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà ở cấp thị xã và cấp xã phường với các nội dung cụ thể như sau. Trung tâm y tế thị xã chủ trì phối hợp với văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và các đơn vị liên quan tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà của thị xã, gồm các y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế thị xã. Giao trung tâm y tế thị xã chỉ đạo trạm y tế các xã phường, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã phường, thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà ở các xã phường, gồm các y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại trạm y tế xã phường, và các y bác sĩ đã nghỉ hưu đang cư trú tại địa phương. Các thành viên tham gia tổ tư vấn chăm sóc nêu trên phải trên tinh thần tự nguyện, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế là đảng viên, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn. Danh sách tham gia tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 gồm họ tên, số điện thoại phải được công bố công khai tại địa bàn khu dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị để tư vấn hỗ trợ người bệnh 24 trên 24 giờ. Yêu cầu hoàn thành việc thành lập các tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 của thị xã và các xã phường chậm nhất vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. 3. Cùng với tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, sau ngành y tế thị xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã phường tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, theo đúng chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy tại công điện số 05 ngày 9 tháng 2 năm 2022, hàng ngày trước 17 giờ, Trung tâm Y tế thị xã tổng hợp tiến độ tiêm chủng vaccine trên địa bàn toàn thị xã, báo cáo Ban thường vụ thị ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện, ký thay Chủ tịch Phó Chủ tịch Mai Sĩ Lân thông báo tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa đầu tư thêm phương tiện mới và liên tục tuyển dụng lái xe. Nam nữ có độ tuổi từ 21 đến 50, có bằng B2 trở lên, có sức khỏe tốt, lương và chế độ đại ngộ, đảm bảo quyền lợi theo quy định của nhà nước và chính sách ưu đãi của công ty, được sử dụng taxi công nghệ, được kinh doanh tại các điểm tiếp thị lớn, có chế độ đặc biệt cho những lái xe đã có kinh nghiệm lái xe Mai Linh và các hãng taxi khác. Có chế độ ưu đãi đối với nhân viên lái xe mới. Chi tiết liên hệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa, địa chỉ 298 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa và tại các chi nhánh Mai Linh, Tĩnh Sa, Thọ Xuân, Bỉm Sơn. Số điện thoại: 02376 250 888 giờ hành chính 0906 585 166 Mr. Vượng 0981 023 288 Miss Hằng Quý khách có nhu cầu sử dụng taxi Mai Linh vui lòng gọi Tổng đài Taxi Mai Linh Toàn quốc 1055 Giám đốc công ty Hồ Hữu Thiết Điều hành Mai Linh Nghi Sơn Mai Quốc Thắng Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất cao văn lâm biên tập trung hiếu kỹ thuật phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại